Chào mừng các bạn đã trở lại với điểm tin công nghệ của H Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ có tin tức sau đây. Samsung đang phát triển One UI 3.5. Phiên bản Android V2 vừa được Google trình làng gần đây, được xem là phiên bản hệ điều hành có nhiều thay đổi về giao diện người dùng nhất từ trước đến nay. Cùng với đó, các nhà phát triển phần mềm cũng kế thừa và nâng cấp những tính năng mới dành riêng cho smartphone của họ. Samsung cũng không ngoại lệ khi họ đã nhanh chóng phát hành One UI 3.5 trong thời gian mới nhất. Có thể thấy Samsung đang phát triển các ứng dụng đa nền tảng để có thể tương thích nhiều nhất với thiết bị, gọi chung là Spirit UI. Kỳ vọng sẽ hoạt động tốt trên chạy ứng dụng bên thứ ba. Rõ rí thông số kỹ thuật của Oppo Reno 6 series. Oppo Reno 6 5G sẽ đi kèm với bộ vi xử lý là MediaTek cùng với 8GB và 128GB bộ nhớ trong. Tất nhiên là có thêm tùy chọn bộ nhớ cao hơn với 256GB bộ nhớ trong và RAM lên tới 12GB. Màn hình sẽ có kích thước là 6,55 inch. Reno 6 Pro sẽ có phần cứng tương tự như Reno 6, tuy nhiên camera sau sẽ được nâng cấp mạnh mẽ hơn, đi kèm với màn hình viền cong ở hai bên tương tự như S21 Ultra. Cả hai chiếc máy đều sẽ có màn hình 90Hz. Chiếc máy mạnh nhất Reno 6 Pro Plus sẽ được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 870, kèm theo đó là cảm biến IMX766 50mm ở mặt sau. Được biết, trước đó Oppo đã từng sử dụng cảm biến này cho chiếc Oppo Find X3 Pro và nhận được nhiều đánh giá cao từ người dùng. Hình ảnh render mới về chiếc MacBook Pro 16 inch 2021. Theo trang 925Mac, một loạt ảnh render mới về chiếc MacBook 16 inch 2021 mang đến một sự thay đổi mà chúng ta có thể mong đợi từ chiếc máy tính xách tay tiếp theo của Apple. Những thay đổi này bao gồm thanh touch bar bị loại bỏ, bàn phím sẽ được cải tiến và viền màn hình sẽ đẹp hơn. Ngoài ra, máy còn được bao gồm cổng HDMI, khe đọc thẻ nhớ SD hay là cổng MagSafe. Về cấu hình, con chip cung cấp sức mạnh cho chiếc MacBook Pro 16 inch sẽ dự kiến có tên gọi là M1X với hệ năng được cải tiến đáng kể hơn so với chiếc M1. Chúng ta sẽ được đi kèm với các tùy chọn GPU 16 hoặc 32 lõi và hỗ trợ RAM lên tới 64GB. Điều thú vị là tin đồn xuất hiện trong thời gian qua cho thấy Táo Khuyết có thể giới thiệu mẫu MacBook Pro 2021 tại sự kiện WWDC diễn ra vào ngày 7 tháng 6 sắp tới. Lenovo CL ThinkPad Plus ra mắt. Lenovo CL ThinkPad Plus được trang bị màn hình LCD với kích thước là 11 inch, hỗ trợ độ phân giải là 2K. Mặt trước sẽ có camera 8MP hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt. Mặt lưng chỉ có duy nhất một camera với độ phân giải là 13MP và một đèn LED LED. Thiết bị sử dụng bộ vi xử lý đó là Snapdragon 750G, đi kèm với đó là 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Người dùng có thể mở rộng không gian lưu trữ thông qua khe thẻ nhớ microSD. Dung lượng của viên pin là 7700mAh, nó sẽ hỗ trợ sạc nhanh WeChat 3.0. Sản phẩm sẽ có 4 loa JBL 1.5W và được trang bị công nghệ Dolby Atmos. Máy sẽ được bán với giá là 1.999 nhân dân tệ, khoảng 7,2 triệu đồng. Các phụ kiện người dùng có thể mua kèm thiết bị bao gồm Book Style Sim Sound. Các phụ kiện mà người dùng có thể mua kèm gồm một Book Style lịch có giá là 299 nhân dân tệ, khoảng 1,1 triệu đồng. Và bàn phím có giá là 469 nhân dân tệ, khoảng 1,7 triệu đồng. Và trên đây là những điểm tin công nghệ có trong ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kèm theo nút chuông để đón chờ các bản tin tiếp theo nhé.